Xin chào các bạn. Bây giờ là gần 9 giờ sáng. Phú đang trên đường ra sân bay để chuẩn bị bay ra Hà Nội cho cái buổi giao lưu với tất cả các fan club, cũng như là tặng đĩa như là hộp fan club của mình tại Hà Nội. Chỉ mỗi em yêu hay chăng, bao ngày xa em anh nhớ hơn từng nụ hôn em trao, nồng say trong đêm ái ân. Cùng ngồi bên nhau quên đi hết những muộn phiền, quên đi âu lo và quên đi hết những đắng cay. Nguyện thề yêu em bên em đến suốt cuộc đời, dành trọn cho em niềm vui trên khắp thế gian. Em yêu anh, em đã. Bây giờ là 11 giờ trưa ngày 26 tháng 9. Phúc đang có mặt tại sân bay để chuẩn bị bay về Sài Gòn. Sau khi kết thúc 3 ngày, Phúc có mặt ở Hà Nội để giao lưu offline và cũng như là lo những cái
công việc cho riêng mình. Bây giờ Phúc sẽ về Sài Gòn để chuẩn bị tiếp tục cho cái album V1, cũng như là rất là nhiều cái kế hoạch business của Phúc trong năm nay.